Bị giả mạo tài khoản cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng và Bằng Kiều bức xúc lên tiếng. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều lên tiếng cảnh báo khán giả về những tài khoản giả mạo với mục đích trục lợi. Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng cảnh báo thông tin tới khán giả khi bị đối tượng xấu giả mạo Facebook cá nhân. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định tài khoản có tên Đàm Vĩnh riêng tư không liên quan gì đến anh và công ty. Đây không phải Facebook của Hưng và không liên quan gì tới Hưng cũng như công ty Việt Voice nha mọi người ơi. Đừng bị nó dẫn dụ và sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác như lừa đảo tiền bạc, hack tài khoản hoặc dụ cho đông người theo dõi sau đó sẽ bán trang cho ai muốn kinh doanh mà có sẵn lượt khách hàng theo dõi sẵn. Rồi lúc đó sẽ đổi sang tên cá nhân hay thương hiệu nào đó của người mua lại trang giả mạo này. Các fan hãy báo cáo nó. Đàm Vĩnh Hưng cho biết công ty anh sẽ làm việc với các bên và đại diện Facebook tại Việt Nam để loạt bỏ những tài khoản giả mạo này. Đồng cảnh ngộ với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Bằng Kiều cũng khẳng định anh chỉ có một Facebook cá nhân và một fanpage với hơn 1,2 triệu người theo dõi. Tất cả các trang khác lấy tên mình đều là giả mạo với mục đích xấu. Cả nhà hết sức cảnh giác và report ngay nếu nhìn thấy nhé, giọng ca Trái Tim Không Ngủ Yên cho biết. Vấn nạn nghệ sĩ Việt bị mạo danh trang cá nhân với mục đích xấu diễn ra ngày càng nhiều. Trước đó, Nô Phước Thịnh, vợ chồng Lý Hải, Minh Hà, Trần Thành và nhiều nghệ sĩ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự và phải lên tiếng đính chính vì bị kẻ xấu mạo danh lừa đảo qua mạng xã hội. Nam ca sĩ Nô Phước Thịnh bức xúc khi bị mạo danh kêu gọi từ thiện. Cụ thể, một fanpage với tên Nô Phước Thịnh, hình ảnh đại diện là nam ca sĩ đã đăng tải bài viết kêu gọi khán giả quyên góp tiền để giúp đỡ cho hoạt động thiện nguyện. Trước việc bài đăng này được chia sẻ rầm rộ, đại diện của ca sĩ Nô Phước Thịnh cho biết đây là Facebook giả mạo và giọng ca thương em là điều anh không thể ngờ. Từ trước đến nay chưa bao giờ kêu gọi từ thiện. Vợ chồng Lý Hải, Minh Hà cũng phải lên tiếng cảnh báo khán giả khi bị đối tượng xấu lợi dụng hình ảnh. Hà vừa được mọi người báo tin có tài khoản giả mạo, không có tích danh chính chủ, chạy quảng cáo. Lý Hải, Minh Hải tuyển dụng việc nhẹ lương cao. Các bạn đừng tin và không cung cấp bất kỳ thông tin gì hết dùm mình nhé, Minh Hà chia sẻ. Bên cạnh đó, bà xã Lý Hải mong muốn khán giả khi thấy thông tin bất thường về Lý Hải, Minh Hà làm tài khoản giả mạo sẽ nhanh chóng báo vụ việc này.